Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Đêm đã về khuya à, quá khuya rồi, giờ đã 0 giờ 15 rồi à, mắt dí hôi rồi, đi ngủ rồi à, chia thì không thích à, nhạc như mất mẹ à, trước khi đi ngủ à, thì làm clip nha, là video à, giới thiệu tới quý vị và các bạn nha. Đêm nay rừng hoang sương muối đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới đầu súng trăng trèo, đó là đồng chí của chính hữu và đây là sản phẩm của Khang Audio nha. Mạch chống du rít, bo chống du rít, bo này Khang không làm ra được nha, nhưng mà đã mua về để cấy vào âm ly hát karaoke. Hồi nãy mình test thử đứng trước loa với khoảng cách 20 cm, alo nha, hát hò không thấy du rít. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, quý vị nào mua âm ly của mình mà có nhu cầu chống du rít à, cấy cái bo này vào nha, thì cứ nói mình là mình cấy vào đấy. Còn nếu mà đứng ở khoảng cách 20 cm một găng tay này mà nếu mà du rít nhá, có thể nhận lại tiền và thế cho nó nhanh nha. Đấy. Còn đây là chiếc âm ly của cái người anh em mà đặt hôm nay mình mới có thời gian làm 16 số than lớn nha. Đây. VCX này. SA303B. Đấy. Đây, bộ buồn nhất là mạch chính của nó này. Nguyên zin của nó này, 0306. 0306 nó rú rít thì thôi. Thế nên là Phan Đình Đáp vứt nha. Đã lên 50195. Đấy, 50195 đây. Quý vị nhìn thấy chưa? Đây con IC này. Đấy, mà 50195. Đấy. Con này hát thì rất là huyền thoại đúng không ạ? Chất âm rất con này rất tốt. Công suất thì khỏe. Hát thì phải đương nhiên là phải làm cho nó hát hay lên rồi. Hát đã hay lên rồi nhá, thế mà nhiều khi cao hứng đúng không, ngẫu hứng lý qua cầu mà hát hò xong là lại đi đi lại gần cái chỗ loa nó du lý rít lên thì nó cũng không được hay lắm. Thế nên tiếp tục để hoàn thiện sản phẩm của Khang Audio lên cho nó cười trong hú vào đây. Đấy, làm gì có ai ví dụ như bây giờ nãy mình thử thôi, chứ còn nha quý vị về đứng trước nha, đứng trước loa 20 cm, đứng hoặc ngồi hoặc nằm tùy ý. Đấy, thế nhưng với khoảng cách 20 cm là không có sự rú rít, đã test rồi à. Đấy, chứ còn nhà, âm ly mà trang bị cái này vào thì nó không khác gì vang nha. Vang đời mới bây giờ nó đều phải cấy cái bo này thì nó mới chống rú rít được, chứ còn nó mà tháo bỏ ra thì nó vẫn rú rít như thường. Đấy rồi, thế là giới thiệu sơ qua tới quý vị và các bạn một sản phẩm nữa để hoàn thiện âm ly karaoke hơn nha. Trước khi dừng clip thì xin kể tới quý vị và các bạn câu chuyện hài nha. Câu chuyện gọi là mang lại nụ cười bằng 10 tháng thuốc bể bổ đúng không? Thần y ông tổ ngành y Việt Nam là Lê Hữu Trạc, Hải Thượng Lan Ông. Đúc kết lại cũng như thần y Hoa Đà của Trung Quốc cũng đúc kết lại một nụ cười bằng mười mấy thang thuốc bổ đúng không? Đấy. Con người mà cười nhiều nhá thì những nhà thuốc chỉ có ế thuốc bổ thế cho nhanh đúng không? Thế còn thuốc bổ nên dành cho những người ít cười. Mình cứ cười nhiều là mình không phải mua thuốc bổ nha. Xin kể với cái câu quý vị và các bạn cái câu chuyện nha, của cái thằng Kinh. Có cái thằng Kinh, cái cửa hàng của cái thằng Kinh ấy nó chuyên mua coi như thế là lợn rừng của bản mình nha. Đấy, thế mà hôm A Báo đi chợ huyện thì cái thằng Kinh ấy nhìn thấy cái biển của nó đề là thu mua lông lợn rừng nha. Câu chuyện đây là câu chuyện của thằng Kinh, nó có cái biển là thu mua lông lợn rừng, nó đã mua lợn rừng rồi nha. Xưa nay cái thằng Kinh ấy nó vẫn mua của bản mình những con lợn rừng to bé đực cái nó đều mua hết à, bọn nó thích lắm
Nó bảo bọn tao ăn những cái con lợn rừng của chúng mày bắt được, bọn tao thích lắm, cứ bắt được lại mang bán cho bọn tao. Đấy, thế hôm A Báo đi chợ huyện à, ăn xong thắng cố à. Ăn xong thắng cố thì mới nhìn thấy ở cái chỗ mà vẫn hay bán lợn rừng cho cái thằng Kinh đó, thì hôm đấy nó lại để cái biển là thu mua lông lợn rừng. Thế nhưng ở cái thời điểm bây giờ thì A Báo biết đó là cái biển thu mua lông lợn rừng nhá. Thế còn ở cái thời điểm trước, vì sao? Vì đây là cái câu chuyện nó qua rồi, mình kể lại, A Báo kể lại cho mọi người nghe thôi. Đấy, nghĩ lại bây giờ A Báo vẫn còn xấu hổ, rất rất xấu hổ luôn đấy. À, vì sao? Vì A Báo xưa nay nghĩ rằng cái chữ không ăn được, thế nên A Báo không chịu học hỏi. À, đấy, cái bộ đội nó chỉ cho cái cách làm ra cái hột ngô, hột thóc để no cái bụng thì A Báo thích. À, thế nhưng cái bộ đội nó chỉ cho cái chữ, thì A Báo bảo cái chữ có ăn được đâu mà học lắm thế, tao không học. À, tao chỉ cần thầy mo yểm cho tao con ma chữ vào người là được. Thầy A Báo cũng nhờ đến thầy mo, thầy mo cũng làm theo lời A Báo, cũng yểm với con ma chữ vào trong người của A Báo. Thế nhưng cái con ma chữ ấy nó không chịu ở, mà nó đi lúc nào A Báo cũng chẳng biết, thầy mo cũng bó tay. Cái bộ đội dạy thì mình lại không nghe lời cái bộ đội, thế nên nghĩ lại bây giờ xấu hổ lắm, xấu hổ lắm. Câu chuyện là thế này, hôm đó A Báo đi chợ huyện nhìn thấy cái biển của thằng Kinh đề là thu mua lông lợn rừng. Thế nhưng A Báo lại không đọc như vậy, không dịch như vậy, vì vốn chữ của mình nó ít ỏi. A Báo lại dịch sang là thu mua lông lông cái lông đấy rụng đấy. Thế là quý vị hiểu rồi gì? Không phải là lông lợn rừng mà đánh nhầm, đánh vần sai, dấu sai nha. Thành là thu mua cái lông đấy rụng. A Báo về truyền tin cho bản, báo cho trưởng bản biết. À, trưởng bản với lại là một cuộc họp khẩn cấp tới dân bản. À, thông báo tất cả bà con dân bản đến họp. Họp để làm gì? Họp để thông báo rằng ngày hôm nay thằng A Báo nó đi chợ huyện về, nó thông báo một tin là cái thằng Kinh, cái thằng mọi khi nó vẫn mua cái con lợn rừng của chúng mình ấy, hôm nay nó lại mua cả cái lông đấy rụng. À, đấy. Thế thì bà con ta nên là nên để ý nhá, gom góp lại để bán cho nó. Mà cả bản mình lúc giờ nghĩ lại cứ thắc mắc tại sao cái thằng Kinh, đúng là giàng nói nó là kinh, đúng là nó kinh thật, cái tử tiện đấy mà nó còn mua. À, cái tử tiện đấy rụng rồi nó còn mua. Thế là bản mình ai đấy là gom góp lại đựng vào bịch ni lông à, sạch sẽ để gửi bán cho cái thằng Kinh đấy được. Cũng hàng bao tải nhá, được cũng hàng bao tải rồi. Thì A Báo và trưởng bản, A Báo thì dẫn đường cho trưởng bản đi, hay là A Báo và trưởng bản đi bán cho cái thằng Kinh kê cả mà cái bao tải, cái lông đấy dụng vào cái cửa hàng thằng Kinh bán cho nó, thì mở ra cho nó xem. Thì nó ngã ngửa ra, nó lại bảo sao mày mang cái này đến đây làm gì, tao không mua cái này đâu, tao chỉ mua lông lợn rừng thôi, và lợn rừng chứ cái lông này tao không có mua. Thế là A Báo mới hỏi nó, à, hỏi nó thì nó mới nói cho cái thằng Kinh ấy, nó nói cho là do A Báo đánh vần sai, chứ biển của nó là biển thu mua lông lợn rừng. Thế nhưng A Báo lại đánh vần sai thành thu mua cái lông đấy rụng. Mình và trưởng bản về xấu hổ quá, xin lỗi với bà con dân bản vì mình đã truyền tin sai. Đấy, xin lỗi cái bộ đội
không nghe lời cái bộ đội để học lấy cái chữ. Tại mình có cứ có cái suy nghĩ là cái chữ không ăn được thì học làm gì. Thế nhưng ngày hôm nay kể lại câu chuyện để cho mọi người thấy rằng bây giờ A Vao đã hiểu cái chữ không ăn được. Thế nhưng biết được cái chữ thì nó không đến mức xấu hổ như cái câu chuyện A Vao kể cho mọi người. Không biết được cái chữ thì xấu hổ lắm, nhục nhã lắm. A Vao đã phải xin lỗi dân bản, xin lỗi trưởng bản, xin lỗi rất nhiều chị em phụ nữ. Chị em đã mất công gom góp lại mà không bán được đồng nào cho cái thằng Kinh đấy. Đó là do A Vao đã dịch sai. Thôi hôm nay A Vao kể chuyện vậy cũng là xin lỗi mọi người nhá. Mọi người đừng trách A Vao vì lý do là A Vao ít cái chữ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thế cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của A Vao nhá. Bây giờ thầy của A Vao là Khang Audio nhá. Thầy của A Vao và Khang Audio xin cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian để nghe cái câu chuyện của thầy A Vao nhá. Xin cảm ơn rất nhiều. Chào thân ái. Merci.